Dạ, xin chào cô. Dạ, mời chào em. Cô chào MC Hường Linh, chào, dạ, MC chào cô. Lê Lộc. Dạ, dạ mời cô, mời cô. Xin chào chị ạ. Món quà nhỏ tặng MC Hường Linh. Dạ, dạ, MC Lê Lộc. Dạ, dạ, của con lớn hơn. Cảm ơn cô, dạ. Cô Linh Lê Lộc, cảm ơn gia đình rất là dạ, nhiều nha. Xin cảm ơn mới cô. Tay có quà là ngại chị quá, dạ. Ngại thiệt á. Trời ơi, hân hạnh lắm ấy, được lên đây gặp MC Quyền Linh với MC Lê Lộc. Dạ. Ở nhà có coi tivi không? Có. Thấy giống tivi không? Đẹp trai hơn. Đẹp trai hơn con truyền hình đó. Dạ, cảm ơn cô ha. Mời cô ngồi. Dạ. Dạ. Bây giờ xin mời cô giới thiệu về mình. Tôi là Quỳnh Thị Trấn, ở ấp Phú Thạnh, xã Long Phụng, huyện Dược, tỉnh Long An. À, Cần Giuộc, Long An. Cần Giuộc, Long An. Dạ, cô làm công việc gì? Hỗ trợ nhà, thôi lớn tuổi rồi, có nhà giữ cháu thôi à. Hồi đó làm gì cô? Làm ruộng. Làm ruộng, nhiều không? Hồi xưa làm của ngoại để lại đó, làm tới 8 công đất. Trời ơi, có làm dâu không? Làm dâu cực dữ lắm. Cực luôn á hả? Làm dâu khổ dữ lắm luôn á, bây giờ hết rồi. Xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Xin chào anh Quỳnh Linh, dạ, Mỹ Thanh Đồng. Dạ, chào chị. Khán giả, em tên là Trần Thị Kim Ngọc, em ở quận 2. Em 39 tuổi. Chị làm dâu của mẹ bao lâu rồi? Được khoảng 2 năm. Khoảng 2 năm. Ủa, 2 năm thôi hả? Tôi có thằng này, con phải một thằng trai thôi, hai đứa gái. Nó có vợ lớn rồi thôi, mới cưới dâu này là dạ, thứ hai. Cái ngày đầu tiên mà khi mà con trai cô dẫn cô này về ra mắt á, thì cô cảm giác gì về cô con gái này? Thấy nó cũng được, cũng đẹp gái, cũng vui vẻ thì cũng được, thì cũng thích. Thích hả? Tính tình được không? Tính tình được, nó nấu ăn là cũng giỏi lắm. Vậy hả? Con ngày đầu tiên về là cảm giác thích rồi đó hả? Thích, cũng tìm hiểu mấy tháng sau cái nó về nó cưới. Thôi cũng cưới. Còn cái ngày đầu tiên khi mà chị gặp mẹ chồng á, chị có ấn tượng điều gì không? Rung lắm. Rung hả? Sợ, tại vì lâu quá chị cũng đổ vợ lúc trước rồi nên chị về làm dâu sợ lắm, không biết mẹ chồng có giống như mẹ chồng trước không. Tại vì mẹ chồng trước chị khó lắm, rồi khổ lắm, rồi không biết mẹ chồng sau này có giống không, cứ tâm trạng có hồi hộp, cứ sợ lắm. Nhưng mà cái ngày đầu tiên đó chị có chia sẻ cái vấn đề là chị đã có một đời chồng chưa? Có, chị có chia sẻ. Chị thấy phản ứng của mẹ như thế nào? Thì mẹ thì cứ cười cười đi. Mẹ chồng cũng chưa có tiếp xúc, chưa có hiểu được nhiều á, nên cũng cảm giác em sợ, chị sợ. Nhưng mà mặt mẹ phúc hậu mà, thấy sợ. Cũng đâu có dữ, đâu có khó gì thì đâu. Mới lần đầu về thì mới ngày đầu về á, sợ. Mình đâu, em đâu có biết là mẹ như thế nào. Sau đó khi mà cưới nhau thì về làm dâu đó, thì mấy ngày đầu đó phục vụ như thế nào, cô có thể chia sẻ lại được không? Ngọc này thì phục vụ thì ok, được lắm, giỏi, nó ăn được, vừa miệng. Dọn nhà cửa này kia có phục vụ tốt không? Tốt, quét nó dọn nhanh lắm, nó làm lẹ đó. Những người trong gia đình có vừa lòng với cô con dâu này không? Vừa, đến mấy mợ nó ở gần nó cũng vừa lòng lắm, nó được, nó giỏi. Ồ, vậy tốt rồi, không? Dâu thì coi như được. Nhưng mà có cái nó không được ở gần, buồn nó không... Cũng ở được mấy tháng đúng không? Ở có mấy tháng à. Thành ra buồn buồn chỗ đó thôi, chứ còn nó làm dâu thì được lắm. Mẹ con thì cũng không có gì xích mích nhiều. Mấy tháng đầu làm dâu đó, dạ, em có thấy áp lực gì không? Áp lực? Áp lực gì? Áp lực thì sợ mẹ không biết mẹ làm sao, rồi có vừa nấu cơm có vừa hôn, rồi làm công việc có vừa ý mẹ hôn nữa. Rồi đó giờ mình chưa có sức mẹ nên không biết tánh mẹ như thế nào. Mới về làm dâu cũng sợ lắm. Trong cái thời gian làm dâu đó em thấy hợp với mẹ không? Có những lúc cũng không hợp. Không hợp về cái gì? Thì mẹ... Nó nói mẹ kỹ quá đi, con làm sợ mẹ mà không hài lòng đó, dạ. Thì kệ, cứ làm đi, được nhiêu hay nhiêu để làm rồi. Không được thì mẹ làm lại. Có gì đâu sợ, thì coi như mẹ ruột đi, không có gì đâu. Mẹ có con dâu mà. Nhưng mà thấy dữ ý không em? Không biết mẹ cái gì, thấy thì em cứ làm bình thường vậy đó. Không biết mẹ cái gì ý không? Dữ ý không cô? Thì kệ, giờ dữ ý không dữ ý cũng chịu, giờ đợi giờ mà đâu có khó khăn gì. Ôi giờ mẹ la em chưa? Chỉ nói thôi, chưa la. Nói hả? Dạ. Chỉ dạy nó làm thêm vậy thôi chứ còn chưa có đầy giờ. Nhưng mà cô chỉ xong thấy con dâu làm tốt không sau khi mình chỉ dạy? Tốt hơn, nó sửa lại là làm tốt hơn. Có điều gì mà cô chưa hài lòng ở chị không cô? Chưa hài lòng là có cái mình muốn cưới nó về đặng lo gia đình phụ. Bởi vì nó có thằng trai tôi, nó có hai đứa con riêng. Dạ. Tôi bây giờ 64 tuổi rồi mà còn nuôi hai đứa cháu nội. Nó vợ chồng ráng làm, đặng là mẹ già rồi đâu có làm gì mà nuôi cháu nội nổi. Thì giờ hai đứa tụi con phải làm, đặng nuôi mẹ về để lo thì cho mẹ sướng chút. Không có thì không có nó thì mình cực một chút. Yeah. Rồi cô ở với ai hiện nay, hai đứa cháu với ai nữa? Hai đứa cháu hả? Hai đứa con gái có chồng rồi. Thằng trai nó chạy tàu ở trển gần trên nhà chị Xui, giờ nó vợ chồng nó ở trển. Tôi ở nhà có ba bà cháu à, với hai còn cháu. Chú đâu? Chú thôi hồi nay bốn mấy năm rồi. Trời ơi.
40 mấy năm nuôi con vậy? Dạ, nuôi con rồi giờ tới nuôi cháu. Trời đứa 17 tuổi, đứa 15. Một mình nuôi hai cháu ở dưới rồi kinh tế này kia ai lo con? Thì vợ chồng nó cũng lâu lâu cũng thỉnh thoảng con đem về và có hai đứa con gái nó phụ. Chứ tôi giờ tôi không có làm gì đâu. Đúng rồi, 6 mấy tuổi rồi mà. 6 mấy tuổi thì không có làm gì, chỉ nhà giữ cho nội thôi. Có bao giờ cô tuổi thân ngồi khóc mình không? Có chứ, hồi trước kia khóc hoài. Khóc hoài luôn. Có chia sẻ được với con dâu không cô? Cũng có nói nó giờ mẹ thì hồi đó mẹ khổ vậy đó. Thì bây giờ tụi con còn trẻ thì giờ tụi con lo con của con với lo cho mẹ. Nó cũng nói là giờ chuyện ăn chuyện làm thì con đi làm, nữa mẹ già thì con về con lo. Em có nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ đưa mẹ đi du lịch chơi hay là về ở với mẹ chồng không? Có, em cũng nghĩ là sau này lớn tuổi thứ công ăn việc làm ổn định em cũng về ở với mẹ. Mẹ ở có một mình à, tội nghiệp. Dạ. Một người phụ nữ lớn tuổi một mình trong căn nhà với hai đứa nhỏ kia lớn chưa cô? Đứa 17 tuổi, đứa 14. Dạ. Người bà già không nuôi con xong giờ nuôi cháu. Bà nội cháu thương lắm, muốn rước lên đây bà nội đâu có cho rước. Rước đi ai ở với bà nội? Hai vợ chồng chị ở dưới là làm công việc gì? Chồng chị thì lái tàu, còn chị làm tự do có gì làm đó cái gì đó. Thu nhập hai vợ chồng mình có ổn định không chị? Chồng chị cũng ổn định rồi. Dạ. Mình có hai đứa con riêng, rồi hai chồng được mấy đứa? Bé. Một bé nhiêu tháng rồi? 7 tháng. 7 tháng rồi. Hai chồng làm phải chia sẻ tới 4 nhân khẩu rồi, nói chung hoàn cảnh cũng khó khăn ha. Yeah. Khó khăn không phải là không kết nối được cái chuyện yêu thương lẫn nhau giữa các thành viên gia đình. Chúng ta cố gắng là tranh thủ, mình gọi là chữ tranh thủ đó. Yeah. Càng về nhiều càng tốt, bởi mình cứ đi làm mình cứ nhớ ở nơi xa nào đó chỉ có một người thân của mình đang ngóng trông từng ngày từng giờ, đúng không cô? Dạ đúng rồi. Em cũng muốn về lắm nhưng mà tại vì công việc của ổng không có thời gian á. Chứ biết mẹ cũng buồn lắm rồi mà không biết gì sao chứ muốn về lắm. Em có bao giờ mua quà cho mẹ chồng không? Cái đó thì em có, nhưng mà quần áo rồi có mua cho mẹ, mà mẹ giống như là tiền nó mua để đó chứ không có mặc gì hết á. Cũng có mua quần áo gì hết rồi. Để đồ cũng hơi nhiều rồi nó mua cái còn mua là không có mới. Con em nhà là ai chăm sóc? Em gửi bà ngoại. À, gửi bà ngoại hả? Nó ở với bà trên bà Xui này, gái lớn của chị Xui. Còn con tôi thì chồng nó cũng trai lớn của tôi luôn. Rồi hai bà Xui có gặp nhau nói chuyện không? Có á. Đám cưới xuống hai bà Xui karaoke vui lắm. Hai bà Xui hợp lắm. À dạ. Yeah. Ca hát đồ. Cho em hỏi chút xíu là hiện tại là chị có điều gì đang lo lắng không? Lo lắng là lo cho mẹ thôi. Ở dưới một mình không có ai mà giờ công việc thì không có về phụng dưỡng mẹ được. Về cuộc sống của gia đình chị hiện tại chị có chia sẻ hết với mẹ không? Chưa. Chị cũng lâu nói với mẹ thôi. Sợ mẹ lo đúng không? Mẹ bệnh rối loạn tiền đình đó. Nhưng mà suy nghĩ nhiều quá là vô bệnh viện rồi, mấy lần rồi. Những lúc đó chị chia sẻ với ai? Với chồng. Cái khi mình buồn khóc vậy, ông có nói dài. Ở một nơi xa, mẹ già ngồi suy nghĩ khóc mình. Ở một nơi đây, con dâu ngồi suy nghĩ buồn, bị stress cũng khóc. Vậy thì sao hai người không ngồi với nhau, ôm nhau có thể khóc cũng được, để cho nó vơi đi những cái khó khăn, những cái mệt nhọc, cái muộn phiền trong cuộc sống vậy. Có bao giờ hai mẹ con ôm nhau khóc để tâm sự với nhau chưa? Chưa. Nói là mẹ cũng muốn khóc, con dâu cũng muốn khóc rồi đấy. Không có tâm sự với mẹ những cái góc khuất trong cuộc sống mình hả? Dạ không. Tại sao mình không tâm sự đi? Em ngại gì mà không tâm sự? Thì ngại. Mẹ con nhiều khi có hai đứa con gái nữa, tâm sự có hai đứa con gái nữa. Mẹ ở nhà mẹ buồn. Muốn cho anh hai chị hai mẹ về ở với mẹ cho nó vui vậy. Nó lo mẹ cũng đỡ, nhiều khi mẹ giờ có hai đứa cháu nội cũng không đỡ lo chứ thở mình sợ lắm đó, nhiều khi đau bệnh không ai. Đúng rồi, chồng em đi hoài vậy đó. Dạ. Rồi những cái lúc mà khó khăn, những cái lúc nào đó buồn có gọi điện tâm sự với mẹ không? Con bệnh thì điện thoại nói mẹ thôi chứ không có tâm sự với mẹ. Phải thường xuyên hơn nữa. Theo anh là phải thường xuyên hơn nữa, bởi vì anh biết rằng trong mắt của em vẫn còn những cái nỗi buồn, những cái điều trăn trở mà không biết tâm sự cùng ai. Có cái điều gì mà cô cảm thấy thương chị và lo cho chị không cô? Con dâu mà thương lúc nào cũng thương hết, vợ chồng nó thương con trai nữa. Nhiều khi nó đi ban đêm ban hôm mà với tàu với sông đó, thành ra cũng lo. Rồi con dâu thì có mình nó thì giờ thương thì thương rồi. Nhiều khi nó không biết, nó cũng không có dám mà xin tiền, thành ra nó không biết nó có đủ xài không mà. Nó cũng không có xin mẹ, mà biết mẹ không có tiền, nó không xin. Em bé nhỏ của mình hiện tại cũng khỏe hả chị? Cô cũng bệnh hoài. Bệnh hả? Nít. Hồi trước thì nó có bầu á, là khám, bác sĩ khám nói sợ nó bị đau, bệnh đau vậy đó. Rồi bệnh đau. Bác sĩ nó cũng khuyên nếu mà bệnh thật sự thật thì bỏ đi, thằng trai điện về mẹ ơi.
chắc nhỏ chắc bỏ quá. Nó xét nghiệm riết sao bác sĩ để cho sanh luôn. Nó mang bầu mà nó chạy xe nó té ra, tôi lo dữ lắm luôn. Nó té ra đầu gối nó lát thôi, mang bụng bầu gần sanh mà té. Nguy hiểm quá. Dạ. Lúc ba mấy tuần té, cậu của Mỹ té xuống. Mẹ ba lo lắm, mẹ cứ điện thoại hỏi hoài. Thằng bé giờ không sao, mừng, nó cũng lành lắm. Chị thấy mình với mẹ là chưa hợp nhau điểm nào không? Chắc chưa gần nhau, chưa có hiểu được nhau. Khoảng cách xa quá, chưa có hiểu được nhau gì. Xa quá, mẹ chồng nàng dâu mà mấy năm trời ít gặp nhau. Đúng ra đó, con một phải ở nhà mẹ luôn. Để có thể chăm sóc mẹ bây giờ 64 tuổi rồi. Dạ. Cũng không còn nhỏ gì đâu. Em cũng muốn chăm sóc mẹ lắm, chắc vài năm nữa. Giờ đó đi làm trên thành phố rồi, vài năm nữa chắc con về ngồi với mẹ. Ở với mẹ đi, thật sự em ẵm con về dưới cũng có tìm một cái việc gì đó làm gần đó. Dạ. Mẹ con gần gũi với nhau. Rồi hôm nay cô có mong muốn điều gì không? Giờ mẹ muốn con sắp xếp gia đình để mà ở trên đặng về gần gũi với mẹ, với lo phụ hai đứa nhỏ. Vợ chồng con sắp xếp là vậy đó chứ mẹ có mình con à. Dạ, thì con cũng hứa với mẹ là vài năm nữa con sắp xếp xong rồi con cũng về ở với mẹ. Ông giữ mẹ. Rồi hai mẹ con ôm nhau nào. Ôm chặt vô. Ôm hoài. Ôm hoài luôn. Đấy. Hãy ôm nhau khi mà còn ôm được. Đúng rồi. Nếu như hôm nay chị tặng quà cho cô nữa, cô có vui không? Vui chứ. Dâu mà tặng quà cho cô thì quý lắm. Dạ. Chị ơi, chị nói gì với mẹ đi. Rồi con tặng mẹ món cái khăn hoàng cổ với mẹ. Mẹ vui. Món quà của chị tặng cho cô. Đeo cho mẹ đi. Cảm ơn cô gửi tặng một kỷ niệm. Chúc cô mạnh khỏe và mong rằng sớm có ngày gia đình chúng ta ở chung một nhà, ăn chung mâm cơm, chia sẻ với nhau chung một câu chuyện. Chúc cô mạnh khỏe nha. Cảm ơn MC Quyền Linh với Lê Lộc. Dạ.